Nhằm tạo duyên lành, gắn kết đạo tâm, xây dựng đời sống hôn nhân cho người Phật tử tại gia theo tinh thần Phật giáo, sáng ngày 10 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 26 tháng 7 năm Quý Mão, chùa Ngọc Sơn, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hân hoan tổ chức lễ hàng thuận cho Phật tử Nhuận Thắng, Nguyễn Công Linh và Phật tử Nhuận Hương, Nguyễn Thị Vân. Sau khi toàn lễ trường thành kính hướng về Đại Hùng Bửu Điện, dâng hương bạch Phật, các anh chị huynh trưởng hát đồng ca, chúc phúc cho đôi trẻ. Đại diện hai bên thông gia dâng lên tam bảo lời cảm niệm ân đức, giáo dưỡng huệ mạng để đôi trẻ được kết duyên lành trong tình lam đạo vị. Tiếp đó, đôi tân lang và tân nương thực hành nghi lễ tam bái đường, tri ân sự tạo tác nên mối lương duyên và cùng hướng tam bảo đọc lời thề nguyện thủy chung, nguyện cầu sự chứng minh, gia hộ cho hạnh phúc gia đình được bách niên giai lão. Thay mặt Chư Tôn Đức Chứng Minh, Đại Đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo huyện Thăng Bình, thực hiện nghi lễ chú nguyện và trao đôi nhẫn cưới cho cô dâu chú rể. Ban Đạo Từ, Đại Đức nhấn mạnh những lời Phật dạy trong Kinh Thiền Sanh về đạo nghĩa vợ chồng, bổn phận trách nhiệm với song đường, với con cái mai sau, đồng thời giáo huấn ý nghĩa sâu sắc của chiếc nhẫn cưới để hai Phật tử ngộ luân lý làm hành trang, nền tảng tinh thần bước vào đời sống xây dựng gia đình. Các phần quà, những lời chúc đầy ý nghĩa đạo vị của Chư Tăng, của các huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Ngọc Sơn lần lượt trao tặng đến các cặp vợ chồng Lam Viên, nguyện cầu cho đôi bạn trẻ được trọn đời hạnh phúc, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, xây dựng nếp sống văn hóa xã hội.